Video kỳ này á, mình cho quý vị thấy là cái người nông dân bên đây họ nuôi mật ong như thế nào, họ đi bán thì người ta không có cho mình vô vườn, nhưng mà họ đã bán ra ngoài thì họ chế biến mật ong thành nhiều loại khác nhau. Thì cái mật ong này cũng rất là ngon, quý vị thấy không nè, nó tốt hơn mua ngoài chợ rất là nhiều quý vị, mắc gấp 3, gấp 4 lần. Nhưng mà chất lượng một thanh này thôi là bằng một hũ ngoài rồi, cho nên là mình thích cái chất lượng của nó. Thì cái này trao đổi những cái cách ở Mỹ mình cũng vẫn mua được cái mật ong nguyên chất ha. Thì quý vị nào muốn mua thì chỉ cần comment ở dưới video thì mình sẽ cho quý vị cái số điện thoại, quý vị có thể ở bang Washington thì phải đi mua trực tiếp của cái người bán ở đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu quý vị thích cái video này thì quý vị nhớ nhấn nút subscribe để ủng hộ chương trình để xem những cái video kế tiếp của mình. Cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị, bây giờ là mình đang ở cái trường tiểu học. Mình chờ cái bà đi lấy mật ong thì bà bán và để trên xe á. Thì bây giờ mình tới đây mình chờ bà mình lấy. Thì cái đây là nó ở Auburn, nó cách trung tâm của thành phố Seattle ở bang Washington khoảng nửa tiếng lái xe, mà khoảng 20 mile, khoảng 30 cây số. Thì bây giờ mình chờ chút xíu bà tới mình lấy. This one. This one is a little bit over 4 pounds, so this one is 42, and this one is 35, 42. Yeah. Okay. I can handle it for you if you don't have hand. You just take it. You just take it. You can pay. Take on them. I will pay. Yeah. You want to buy a candle to smell it? I also have. It smell good. Oh, can we try? How much this one? $5. Mm-hmm. Ah. I have jars that are squeezable, so we can spread it easily. Squeezable. Squeezable. Which squeezable one? Squeezable. Like you can squeeze it. Squeeze. Mm-hmm. This one has the one to like squeeze the honey from the bottle. You don't need to open it to. We don't need a spoon to. Oh, I see. See, squeeze. You just squeeze it. Like. How much this one? Seven. This one is seven. And it's five. You can buy this one as a gift. I think we don't need this one, but if for gifts we can buy it. A gift? We don't need it. Huh? It smells like like beehive, because it's organic beeswax. Oh, I and see. And it's very good. If you light it up in the room, it cleans the air. It kills the dust mite, the pollutants that are in the air. Oh, I see. You can take it. It's great. And then you pour this one into the bowl because you don't. Okay, have to I will pay the money. Oh, have a lot. Gallons. So this. Just don't punch because it will start flowing. So how much this one? This one is $10. $10. Let me see. No. This one is 12. This one is 10. Even 10. And this one is. This is 5 gallon. It's 35. 35. And then I have quarts for 20. Uh-huh. And I have gallons. So this one is from honey too. Organic beeswax. From that one. Oh, I see. And I have smaller. It smell good. Yeah. This awesome. One is 5. So how much for this one? This one is 15. This one is 5. 15. Yeah, this one is 7. I see. Flower. Cute. 7. You have a lot. Is this your company? The LLC? Nova Bees. Quý vị, bây giờ là mình đã mua xong. Đây là hai cái này. Thì nó gần 80 đô. 77 đô. Này là tổng cộng là gần 8 phao á. 8 phao thì khoảng 5 kg á.
5kg mật ong. Mật ong đàn ông nguyên chất ở bang ha, mình thích ăn loại mật ong này hơn. Mật ong này rất là ngon á, ăn để lâu được, nó không có đặc lại theo cái gì, rất là ngon tự nhiên á. Cái sáp nó ăn cũng rất là tốt, mình cũng thường ăn cái sáp luôn. Thưa quý vị, trên tay mình là cái mật ong mình mua. Thì cái này mỗi mùa hè là mình thường mua mật ong. Thì cái mật ong này nó có cái này mình để không kỹ, nó bị chảy ra. Cái mật ong này nè, thì cái mật ong này nó mình mua nguyên chất gì đó rất là tốt hết quý vị. Nó giúp tăng cường sức khỏe. Thứ hai là mình nghĩ là nó sẽ giúp cho mình có thể là bệnh ngừa bị bệnh cúm này kia. Tại vì cái mật ong này á, là cái nó có chất đường, mà đường này đường tổng hợp từ khoáng hoa của cây bông á, cho nên là nó cái giá trị dinh dưỡng nó có vị thuốc nó rất là cao. Nào quý vị thấy không, cái vị thuốc nó rất là cao, cho nên là cái đường của nó không có hại bằng cái đường mía thường. Thì cái này thì cái mật ong thì có tính năng là kháng khuẩn, là người ta đã chứng minh được rồi. Thì cái này quý vị thấy không, để rất là lâu nhưng mà cái mật ong nó giữ nguyên nguyên, thì cái tính năng kháng khuẩn nó đã có. Thì lúc mình uống thì nó cũng, theo mình nghĩ nó cũng phần nào là nó có thể là nó ngăn ngừa bệnh cúm. Cho nên là mình thường uống mật ong chanh á thì thấy rất là khỏe, không có bị cảm. Cho nên là mình chia sẻ quý vị là nên mua mật ong nguyên chất. Thì nó mắc hơn chút nhưng mình xài rất lâu ha. Mua nguyên một dĩ này một năm mấy mình xài không hết luôn á. Thường mình ăn luôn cái sáp. Cái sáp cũng rất là tốt. Mình lấy mật ong ra ha quý vị. Cái này mình để nó bị sốc á, nó bị chảy ra. Năm nay thì chất lượng nó tốt.
tuần thì mình uống khoảng 2-3 lần là nó rất là tốt với sức khỏe, không cần uống nhiều quý vị. Uống một lần vừa đủ thôi, uống nước chanh ong. Nó sẽ giúp quý vị ngăn ngừa các bệnh tật. Thứ hai là cộng gian cái cơ chế ăn uống điều độ. Thì đừng có để cơ thể quá dư mỡ. Thì nếu mình dư mỡ nhiều quá thì cơ thể nó dẫn đến rối loạn dinh dưỡng trong cơ thể thì nó không tốt. Nó giống như cái dư mỡ nhiều quá thì trong cơ thể mình nó giống như cái kho vậy đó, mà mình mỡ nhiều quá nó không biết chứa ở đâu, nó chứa tầm bậy tầm bạ là dẫn đến rối loạn thì nó dễ sinh bệnh. Giống như cái kho mà có một chứa được một tấn hàng hóa à, quý vị bỏ vô tới năm sáu tấn thì bắt đầu là nó rối loạn, thì cơ thể nó rối loạn thì dẫn tới sinh bệnh. Thì cái này mật ong á thì tính chất là chữa cảm rất là ngon. Xong rồi ăn thử nè, rất là ngon không? Ngon quá. Mật ong kỳ này chất lượng á, quá chất lượng luôn.